Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học Phonics 2 Review Short E. Supervised, chúng ta sẽ học Unit 2 My Family. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ các từ vựng liên quan đến Short E nhé. Nào các em cùng đọc nào. Web. Web. Net, 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 wet, wet, pet, pet, hen, hen, pen, pen, red, red, pet, pet, oh, oh. In, in, go, go, to, to, has. Trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học các từ vựng liên quan đến gia đình. Nào các em cùng đọc nhé. Family members. Family members. Grandfather, grandfather, grandmother, grandmother, royal, royal, we are. Phần tiếp theo là phần cấu trúc. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học câu chuyện My Pet Hen. Nào các em cùng đọc nhé. The red hen is wet. The red hen is wet. Oh no, my pet hen is in bed. My pet hen is in bed. We go to the vet. We go to the vet. My hen has 10 eggs. My hen has 10 eggs. This is my grandfather. This is my grandfather. His name is. His name is. This is my grandmother. This is my grandmother. Her name is. Her name is. We are the royal family. We are the royal family. This is my family. This is my family. Bài tập về nhà, các em hãy copy từ vựng và cấu trúc 3 dòng. Các em sẽ copy từ số 4 đến số 8. Và các em nhớ học cấu trúc và từ vựng. Các em sẽ ghi nghĩa tiếng Việt từ số 1 đến số 3. Và làm bài tập trên giấy của thầy giao. Chào tạm biệt các em.